cứ quay thôi đúng không chị, chứ không có nói vậy đúng không? Xin chào các bạn. Hôm nay Highland Bee sẽ tổ chức bốc thăm trúng thưởng cho chương trình game show lần đầu tiên của ô chứa bí mật. Đây là tất cả các danh sách tất cả các bạn được trúng thưởng, thì mình sẽ dơ ra cho các bạn xem từng người có tên trong sách danh sách này, rồi sau đó mình sẽ gấp lại, mình sẽ bỏ vô một cái hộp này, mình sẽ lắp đều lên, rồi sau đó mình sẽ bốc ngẫu nhiên. Thì bạn nào được bốc ngẫu nhiên lần đầu thì người đó sẽ là người giành giải nhất. Giải thưởng của giải nhất đó chính là combo 3 sản phẩm của Highland Bee: một hũ phấn hoa 150g, một hũ mật ong 300g và một hũ sữa ông chúa 100g. Đây là giải thưởng dành cho bạn giành giải nhất, người may mắn nhất của chương trình mini game show ô chữ bí mật lần đầu tiên. Ngoài ra thì mini game show còn có 2 giải nhì, bao gồm combo 2 sản phẩm mật ong 300g và phấn hoa 150g. Thì giải nhì mình sẽ có 2 giải, mỗi giải sẽ được 2 combo 2 sản phẩm này. Thì 2 người được bốc thăm ngẫu nhiên tiếp theo sẽ là 2 người nhận được combo 2 sản phẩm này. Thì khi mà mình bóc thăm ngẫu nhiên được tên của bạn nào, nickname của bạn nào, thì mình sẽ dơ ra cho tất cả mọi người xem. Sau đó thì tổng đài của công ty Halambi sẽ alo liên hệ trực tiếp đến những người trúng thưởng của mini game show này. Thì những bạn nào chưa comment hay chưa trả lời, chưa comment số điện thoại hay chưa comment họ tên đầy đủ, vui lòng comment gấp dùm Halambi nhé. Bây giờ mình sẽ gấp những danh sách, những tên của mọi người trúng thưởng vào đây. Đây là người đầu tiên, Nguyên Hanh. Và người tiếp theo, Kim Anh. Người tiếp theo, Phạm Hiền. Phạm Linh. Quang Vũ Thị Minh Trang có số điện thoại là 0164 515 6210. Nguyễn Thị Thu Hằng. Đặng Thu Hằng. Vũ Đào Phương Minh có số điện thoại là 0986 924 265. Lê Thị Oanh. Phạm Lĩnh. Khương Thanh. Vũ Thị Nhan có số điện thoại là 0973 556 436. Văn Thanh, Thúy Thanh, Thị Thanh 01647 3.822. Nguyễn Ngọc Anh. Hoài Khuyên Nguyễn. Và người cuối cùng là Thùy Nhung. Tổng cộng là có 16 bạn đạt